Chào các em, chúng ta lại gặp nhau qua buổi học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em về cách dùng từ ngữ có tính nghệ thuật khá thông dụng trong cuộc sống thường ngày và xuất hiện nhiều trong văn thơ, đó chính là chơi chữ. Các em nghe giảng hết video đã, sau đó mới ghi chép theo các slide hình thành kiến thức. Cụ thể là các slide ghi rõ một nhỏ ví dụ, hai nhỏ ghi nhớ nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là chơi chữ. Các em cùng cô đọc thầm bài ca dao sau. Bà già đi chợ cầu đông, bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng? Thầy bói xem quẻ nói rằng, lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Đây là các câu hỏi gợi ý tìm hiểu. Em có nhận xét gì về nghĩa của các từ lợi được đánh dấu trong bài ca dao trên? Theo đó, cho biết việc sử dụng từ lợi như thế dựa vào hiện tượng nào của từ ngữ, phân tích tác dụng của cách sử dụng từ lợi trong ngữ cảnh bài ca. Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng? Từ lợi trong câu này là lợi lộc. Bà muốn biết việc lấy chồng có mang đến lợi lộc cho bà không? Trong câu trả lời của thầy bói, lợi thì có lợi. Dừng lại ở vế này, ta nhận tưởng câu hỏi của bà được giải đáp theo đúng chiều hướng bà trông đợi. Xong khi đọc đến vế sau, nhưng răng không còn, ta bất ngờ nhận thấy ngụ ý của thầy bói. Hóa ra từ lợi không còn cái nghĩa lợi lộc nữa, mà đã chuyển sang một nghĩa khác, chính là nướu răng. Thầy bói đã lợi dụng hiện tượng đồng âm để tạo ra một câu trả lời gián tiếp, đậm chất hài hước mà không cay độc. Đây là cách đánh tráo ngữ nghĩa, gây cảm giác bất ngờ thú vị, tạo nên biện pháp tu từ, chơi chữ. Vậy thế nào là chơi chữ? Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, làm cho câu văn thêm hấp dẫn. Các em đọc lại ghi nhớ sách giáo khoa trang 164. Các em cùng thực hành nhận biết từ ngữ chơi chữ trong các ví dụ sau. 1. Hiện đại thì hại điện. 2. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, tục ngữ. 3. Đùi đậu mâm xôi đậu, kiến bò đĩa thịt bò, câu đối. 4. Khi đi cưa ngọn, khi về cũng cưa ngọn, là con gì, câu đố. Đây là phần giải đáp. Các từ ngữ chơi chữ được thể hiện qua hiệu ứng tô màu. Chúng ta cùng tìm hiểu các lối chơi chữ qua ví dụ của phần hai la mã trang 164. A. Sánh với Nava Ranh tướng Pháp, tiếng tâm nồng nặc ở Đông Dương, theo Tú Mở. Thay vì là danh tướng, nhà thơ Tú Mở lại biết thành Ranh tướng. Đây là lối chơi chữ trại âm, hay còn gọi là gần âm, mang lại cho câu thơ ý nghĩa châm biếm đả kích. Ví dụ B. Mênh mông muôn mẫu một màu mưa, mọi mắt miên man mãi mịt mờ. Các tiếng đều có phụ âm đầu M. Đây là lối chơi chữ điệp âm. Hình thức chơi chữ này đã lột tả được sự trông chờ mong đợi vô vọng. Lối chơi chữ trong ví dụ C là nói lái. Nói lái là một hình thức ghép phụ âm của tiếng trước với phần vần của tiếng sau. Còn lại thì phụ âm của tiếng sau sẽ ghép với phần vần của tiếng trước. Cá đối thành cối đá, mèo cái thành mái kèo. Lưu ý rằng âm cờ không thể kết hợp với IEE nên phải biến thành âm ca. Ví dụ D. Ngọt thơm sau lớp vỏ gai, quả ngon lớn mãi cho ai đẹp lòng. Mời cô mời bác ăn cùng, sầu riêng mà hóa vui chung trăm nhà. Ở ví dụ D, ta thấy vừa có chơi chữ dựa vào hiện tượng đồng âm, vừa chơi chữ dựa vào hiện tượng từ trái nghĩa. Về đồng âm, sầu riêng là một loại trái cây, sầu riêng cũng được hiểu là buồn khổ một mình. Còn về từ trái nghĩa, sầu riêng trái nghĩa với vui chung. Các em thân mến, chơi chữ rất
thông dụng trong cuộc sống thường ngày. Nhưng cũng phải lưu ý rằng chơi chữ phải phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, tránh chơi chữ với dụng ý xấu, đùa giỡn một cách vô ý thức, thiếu văn hóa, chẳng hạn như các em nói lái, trêu chọc tên bạn bè. Ngoài ra, chơi chữ được sử dụng nhiều trong văn thơ, đặc biệt là thơ văn trào phúng, trong câu đối, câu đố. Các em đọc lại ghi nhớ của sách Gió Hoa, trang 165. Phần luyện tập, các em cần đọc kỹ yêu cầu từng bài tập, cũng như đọc kỹ từng ngữ liệu. Sau đó thì các em sẽ đi tìm các từ ngữ thể hiện phép chơi chữ, đồng thời xác định cái lối chơi chữ. Bài tập 4 trang 166 được coi là một bài tập khó, vì chơi chữ trong cái bài tập này có liên quan đến một cái thành ngữ Hán Việt. Trước tiên các em cần hiểu nghĩa của thành ngữ Hán Việt này. Khổ tận cam lai, khổ là đắng, tận là hết, cam là ngọt, lai là đến. Ở đây mình hiểu thành ngữ này với ý như thế này: hết khổ sở, đến lúc sung sướng. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy ở hai dòng đầu của bài thơ Ứng Khẩu của Bác thì chúng ta thấy là có cái từ cam ha, trong cái ngữ cảnh là gói cam của một người tên là bà Hằng Phương, biếu bác ha. Thì cam ở đây là danh từ, một loại trái cây. Rồi còn cam ở trong cái thành ngữ khổ tận cam lai ha, thì là hồi nãy mình giải nghĩa nó là sung sướng đó con. Thì ở đây mình hiểu nó với tính cách, với tư cách từ loại là tính từ ha. Cho nên ở đây đã xảy ra một cái hiện tượng chơi chữ đồng âm ha, giữa cam danh từ và cam tính từ. Rồi trước khi kết thúc tiết học hôm nay thì cô cũng xin nhắc lại cái trọng tâm bài học của mình. Thì mấy con biết chơi chữ là một biện pháp tô từ, vận dụng, lợi dụng thì đúng hơn ha, lợi dụng cái đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ nhằm tạo nên những cái liên tưởng bất ngờ thú vị, dùng để mua vui, châm biếm đả kích. Rồi có các lối chơi chữ thường gặp như là dùng từ ngữ đồng âm, dùng lối trại âm, dùng lối nói trại âm hay còn gọi là gần âm, dùng cách điệp âm, dùng lối nói lái, dùng từ ngữ trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa. Rồi. Chúc các em vui khỏe và học tốt. Mến chào các em.